Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kênh Tin Nóng Đất Việt luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế trong 24 giờ vừa qua. Quý vị đừng quên ấn chia sẻ kênh và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong ngày. 5 năm, Chủ tịch nước nhận hơn 43.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nhân sự chính phủ, Quốc hội sắp tới ra sao? Thay mới cơ bản bộ khung Quốc hội. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo, đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ. Sai phạm xả thải ở khu siêu giàu tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm năm, Chủ tịch nước nhận hơn 43.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đã nhận được trên 43.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, cử tri, cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước. Trong đó phần lớn liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành chính, đất đai và giải quyết chế độ chính sách. Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước nghiên cứu, tham mưu, xử lý và chuyển hàng trăm đơn thư đến các cơ quan chức năng xem xét. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã tín nhiệm bầu cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước. Mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói. Trong đó, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều dự án chiến lược quan trọng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo xây dựng một số chiến lược có liên quan trực tiếp đến chúng ta, cực kỳ quan trọng, không thể để bất ngờ, bị động trong bất kỳ tình hình nào về vấn đề quốc phòng an ninh. Ở tất cả các hướng, cả phía Đông, phía Tây Nam, phía Bắc, với các nước ở xa, ở gần, nước lớn, nước nhỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Trên cương vị trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, mô hình tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ, tham gia ý kiến về các văn bản, đề án có liên quan đến công tác cải cách tư pháp. Chỉ đạo của các cơ quan tư pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng lớn, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và thu hồi triệt để tài sản của nhà nước bị thất thoát, tham nhũng, nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vừa có đức, có tài, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Nhân sự chính phủ, Quốc hội sắp tới ra sao? Quý vị thân mến, nội dung cơ bản của hội nghị này là quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và cho ý kiến trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu các chức danh khác để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn. Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, dự kiến diễn ra ngày 24 tháng 3 đến mùng 7 tháng 4. Như vậy, bộ máy chính phủ và Quốc hội khóa mới sớm được định hình và sẽ được bầu phê chuẩn lại vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 7 tới. Cho biết, dự kiến cơ cấu chính phủ giữ nguyên với Thủ tướng, 5 phó Thủ tướng và 22 bộ, cơ quan ngang bộ với 28 thành viên. Về nguyên tắc, các vị trí này đều là những người tái cử, trúng cử tại Đại hội Đảng 13. Cụ thể, 17 thành viên chính phủ đương nhiệm đã trúng cử tại Đại hội 13, gồm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Trong số này có 4 người nhận trọng trách mới là do trường hợp đặc biệt tái cử Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc được bầu vào Bộ Chính trị, các ông Đinh Tiến Dũng, Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương,
và vào ban bí thư, ông Đỗ Văn Chiến. Như vậy, chính phủ hiện tại có 13 người ở lại và sẽ được bổ sung 15 người mới. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo do ông Phùng Xuân Nhạ không trúng cử tại Đại hội 13 là những vị trí rất được quan tâm. Thay mới cơ bản bộ khung Quốc hội. Bộ máy Quốc hội cũng sẽ được kiện toàn tại kỳ họp Quốc hội cuối tháng này. Có điểm khác với chính phủ, tất cả vị trí lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đều là các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh tiêu chí nguyên tắc là ủy viên Trung ương. Do đó, một số nhân sự được giới thiệu chưa phải là đại biểu Quốc hội sẽ chậm lại một nhịp sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới diễn ra vào tháng 7 năm nay. Một điểm đáng chú ý, cả chủ tịch và 4 phó chủ tịch Quốc hội đương nhiệm đều không tái cử và chỉ có 5 trong số 18 ủy viên thường vụ Quốc hội ở lại, cùng có ông bà Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo, đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ. Quý vị thân mến, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa nghị quyết Đại hội thứ 13 của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo nhà nước, đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. Sáng ngày 25 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tới Quốc hội. Liên quan đến kết quả Đại hội Đảng, ông Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng, bộ các cấp, nhất là thành công tốt đẹp tại Đại hội 13 của Đảng. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước ta, định hướng, xác định tầm nhìn phù hợp với thực tiễn, phù hợp với tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Trong đó, văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của nhân dân. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, các đồng chí được bầu vào trung ương tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng phát triển đất nước. Về công tác chuẩn bị bầu cử, cử tri và nhân dân quan tâm nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mong muốn cuộc bầu cử được tiến hành đúng pháp luật, dân chủ, bình đẳng và thành công tốt đẹp. Đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những người có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, cử tri và nhân dân đánh giá cao lực lượng công an, các cơ quan tư pháp và chính quyền của các cấp về những kết quả trong phòng chống, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyết liệt trong xử lý các đối tượng, băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng, bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo, đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi, khai thác tài nguyên trái phép, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em còn xảy ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân. Báo cáo dẫn vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung, là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. C03 Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hàng trăm tấn hàng lậu tại Quảng Ninh. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 đến 15 tháng 1 năm 2021, toàn ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ tổng cộng 803 vụ việc vi phạm với số tiền khoảng hơn 500 tỷ. Kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo. Về lĩnh vực văn hóa, cử tri và nhân dân đồng tình với việc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương sớm ban hành chương trình cụ thể đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo nhà nước, đảm bảo dân chủ, khách quan, chặt chẽ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân. Đoàn Chủ tịch cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo các cơ quan trong bộ máy nhà nước tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cử tri, nhân dân và của Đoàn Chủ tịch. Sai phạm xả thải ở khu siêu giàu tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, liên quan đến những dấu hiệu bất thường trong việc xả thải tại khu dân cư Phước Hợp sông Sài Gòn, hay còn gọi là khu dân cư cao cấp Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Land SSG
Vietnamland SSG làm chủ đầu tư mà Tiên Phong từng phản ánh. Ngày 25 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm trong công tác xả thải của chủ đầu tư dự án này. Theo đó, qua quá trình kiểm tra hồ sơ môi trường liên quan đến dự án Sài Gòn Pearl và quá trình kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xả thải và nguồn nước theo quy định tại điều 37 Luật Tài nguyên nước 2012. Đồng thời, chủ đầu tư chưa giải trình đầy đủ việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 4371 GDK TNMT vào ngày 5 tháng 7 năm 2015 đến nay. Ngoài ra, chủ đầu tư chưa cung cấp các hồ sơ hoàn công, công trình thu gom xử lý thải theo quy định của pháp luật về xây dựng, cũng như chưa giải trình đầy đủ thông tin quy hoạch của trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mùa Xuân, trường tiểu học Quốc tế. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiến hành rà soát và xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnamland SSG. Đồng thời, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnamland SSG rà soát và báo cáo bằng văn bản về Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh các nội dung sau: về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 4371 GDK TNMT ngày 5 tháng 7 năm 2005, quyết định số 1213 QĐ TNMT CCBVMT đến nay. Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Vietnamland SSG khẩn trương chủ trì phối hợp với ban quản trị Sài Gòn Pearl, đơn vị quản lý vận hành tòa nhà công ty Sapphire, đơn vị quản lý tòa nhà khối chung cư Opal và đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, rà soát và đánh giá lưu lượng nước thải đầu vào, công nghệ xử lý nước thải, chất lượng nước thải sau khi xử lý, chất lượng nước thải đầu vào để có phương án vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và báo cáo lên Sở Tài nguyên Môi trường. Ngoài ra, chủ đầu tư phải báo cáo các nội dung thông tin của toàn bộ khu phức hợp dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, những nội dung thay đổi so với hồ sơ pháp lý môi trường đã được phê duyệt, thông tin hoạt động hiện hữu của toàn dự án cùng quy mô, nhu cầu sử dụng nước, lượng nước thải phát sinh, quy hoạch cấp thoát nước, phương án thu gom và xử lý nước thải, hiện trạng hoạt động và trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải, phương án thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất rắn thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, kết quả giám sát môi trường định kỳ, các hồ sơ bản vẽ hoàn công liên quan, làm rõ thông tin quy hoạch về phương án đấu nối nước thải của trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mùa Xuân trước ngày 5 tháng 2 năm 2021.